Vâng, xin kính chào các bạn và các vị. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái intro nhé. Anh em nào mà làm YouTube mà chưa có intro hoặc là muốn bổ sung thêm một cái intro như của mình đây thì sẽ làm theo mình hướng dẫn hôm nay. Cái cách của mình làm thì làm trên After Effects, mình sửa lại một cái intro ở trên mạng thôi. Chứ còn cái này thì thực ra thì mình không đủ khả năng để tạo ra. Mọi người xem thử cái intro demo trước này. Thì đây chính là cái intro bấy lâu nay mình hay sử dụng. Thì ra có rất là nhiều intro thôi. Thì mình sẽ làm thử cái clip này. Nếu mà các bạn thích thì mình sẽ làm thêm nhiều intro kiểu này. Để làm được intro này thì chúng ta bắt buộc phải cài cho mình cái phần mềm là Adobe After Effects và Adobe Media Encode. Thì mình có một lời khuyên cho mọi người ấy, là cài các cái này chúng ta sẽ cài giống nhau nhé. Ví dụ như là mình sử dụng After Effects 2021 thì mình sẽ cài là Media Encode 2021 và Premiere cũng là 2021, Photoshop thì cũng là 2021 hay kể cả là Lightroom thì mình cũng dùng là 2021 nhé. Nếu mọi người cài chung một series thì nó sẽ dễ sử dụng, nó không bị lỗi. Cái intro của chúng ta ấy, thì nó sẽ có dung lượng là 132 MB. Đấy, các bạn tải cái file này mình sẽ đính kèm phần mô tả video nhé. Giải nén nó ra. Sau khi đã giải nén ra thì chúng ta sẽ mở cái thư mục ra. Trong thư mục nó sẽ có một cái file của After Effects Arrow Logo River. Các bạn ấn chuột phải và chọn mở với After Effects nhé. Sau đó thì đợi phần mềm nó mở ra thôi. Rồi ở đây nó bảo là cái này phải chuyển đổi sang cái phiên bản 9.0 ấy, do cái After Effects của mình nó hơi mới. Rồi ok. Đấy, cho nó đáp. Đây là cái giao diện mà mặc định của After Effects, mình chưa có chỉnh gì nhá. Thực ra thì cái After Effects mình không biết nhiều, mình chỉ dùng để thi thoảng biên tập mấy cái intro á. Rồi ở đây mọi người để ý cho mình bên trái này có cái thẻ là thẻ edit này. Chúng ta sẽ tập trung vào cái logo text nhá. Đấy, mình chỉ sửa hai cái này thôi. Đầu tiên là cái logo thứ nhất. Các bạn chỉ vào cái logo này và ấn file này. Mình sẽ import cái logo của mình vào đây. Đấy, các bạn chọn cái logo của các bạn. Đây là logo của mình nhá, có đuôi là PNG nhá. Thì nó sẽ xóa không lên được. Import này. Đấy, rồi giờ mình sẽ kích nút vào cái add logo này. Sau đó mình sẽ kéo cái logo của mình xuống đây. Đấy. Cái khung mà chạy preview này thì mình sẽ để là quarter đi cho nó nhẹ. Bởi vì máy mình cấu hình cũng khỏe nhưng mà cái After Effects này nó muốn cấu hình kinh khủng luôn. Đây các bạn trỏ vào đây. Và mục transform này. Đấy, chúng ta sẽ scale cho cái logo nó nhỏ vừa vừa thôi. Đến logo thứ hai nhá. Đây, cũng vậy, làm tương tự kéo xuống đây. Trường hợp các bạn muốn nó hiển thị cái logo của mình thì các bạn phải tắt cam lock đi, cho cái này nó nhỏ lại nhá. Scale cho nó nhỏ lại này. Rồi, thấy nó vừa vừa là được rồi. Còn cái logo của nhà sản xuất thì chúng ta sẽ xóa đi. Đó, delete. Quay lại cái logo 1 xem nào. Đây, cái logo 1 của mình đây. Mình sẽ cho nó nhỏ thêm một tí nữa nhé. Logo nhà sản xuất mình cũng sẽ xóa đi. Như vậy là mình đã thay xong cái logo rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần main này. Đây, nó có thẻ logo 1, logo 2 này. Render này, main này. Sang cái thẻ main này nhá, thì mình để quarter đi. Đấy, sau đó thì mình sẽ ấn phím cách để cho nó chạy thử này. Tốc độ render tùy thuộc vào cấu hình máy của các bạn nhé. Nhưng mình đã nói cái này nó ngốn dung lượng rất là kinh. Đây, logo xuất hiện đây. Vậy là xong logo của mình nhá. Mình cảm thấy như thế nào được rồi. Các bạn cần tỉ mỉ thêm thì sẽ chỉnh thêm sau. Bây giờ mình sẽ chỉnh sang cái phần text này. Đầu tiên là text 1 nhá. Đây, để ý cho mình cái chữ text này. Text 1 này. Ở đây thì mình sẽ sửa là chữ đam mê đi. Đam mê. Rồi, sau đến text 2 này. Mình sẽ để là chia sẻ. Cái slogan của mình là đam mê và chia sẻ mà. Thì mình biết cái gì thì mình chỉ mọi người thôi. Đam mê.
các bạn thêm cái chữ gì các bạn thích nhé, và chia sẻ. Ở đây nó cho phép chúng ta 4 tách. Cái tách cuối cùng chính là cái tách của mình nhé, hoặc các bạn thêm trong web vào cũng được. Đây là tên kênh, mình sẽ để là Cường Hoàng đi. Rồi, xong mình sẽ trở lại main và ấn thêm cách để xem lại một lần nữa. Như vậy là xong nhé. Như vậy là xong cái phần chỉnh sửa rồi. Bây giờ mình sẽ export nó ra nhé. Vào file này, chọn export này và add to Adobe Media Input. Mình sẽ sử dụng cái Media Input này để xuất. Nó vừa đẹp mà nó vừa nhanh mà nó không bị lỗi. Ở trong Media Input thì mình sẽ chỉnh cái này. Mình sẽ để cái độ phân giải xuất ra là 4K nhé, chất lượng 4K để cho nó nét. Sau đó thì mình chỉ ấn play thôi, rồi đợi cho quá trình render diễn ra thành công. Tốc độ render thì như mình đã nói, nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu hình máy của các bạn. Và như vậy là máy của mình đã render xong sau khoảng hơn 4 phút. Kích vào đây để mở nhé. Đây chính là cái intro mà mình vừa render ra xong này. Độ phân giải của nó là 4K, chất lượng rất là cao nhé. Khi vào Premiere thì mình sẽ crop nó xuống. Rồi, clip của mình đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy để lại cho mình một comment. Các bạn muốn làm tiếp các intro khác thì comment bên dưới để mình làm nhé. Thì trong thư mục của mình có rất là nhiều intro nhưng mà mình chưa dùng đến. Rồi, tạm biệt mọi người.